Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh học tiếng Trung. Hôm nay chúng ta đến với bài 10 Cố Cung của Vũ Uyển, là Viện Bảo tàng Cố Cung. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nguồn gốc của Viện Bảo tàng Cố Cung này, và mình sẽ học cách miêu tả cái bắp cải phỉ thúy cũng như là bức tranh ở trên dọc theo dòng sông Thanh Minh. Bây giờ mình phần nội dung bài học. Đi sử khắc Cố Cung của Vũ Uyển. 去年暑假回台湾的时候, vào năm ngoái, vào dịp nghỉ hè, khi mình về Đài Loan, 我们全家去台北的故宫博物院. Cả nhà chúng mình đi Viện Bảo tàng Đài Bắc. 是一个难忘的回忆, là một kỷ niệm khó quên. Một cái hỏi ức hay hồi ý, hỏi ức hay là kỷ niệm. Cố Cung以前紫禁城, Cố Cung trước đây là Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành 是明朝清朝皇后居住的皇宫. Tử Cấm Thành là nơi mà hoàng đế Hoàng Ti Chu là nơi hoàng đế sinh sống, ở dưới thờ Minh và thờ Thanh, đời nhà Thanh và đời nhà Minh. Công nguyên 1911 年建立了中华民国以后, công nguyên 1911 sau khi mà thiết lập nên Trung Hoa Dân Quốc, cải miễn chào Cố Cung, đổi tên thành Cố Cung, biên thành Bộ Ú Quản, cho nên nó trở thành là Viện Bảo tàng. Sưu sản là hình tua bảo u, thu thập được rất là nhiều bảo vật. Sưu sản là thu thập ha. Hậu lại, yên nguyên trận trận quan xí, sau này bởi vì chiến tranh, bảo u ban tạo là Thái Quan, cho nên mới lấy những cái bảo vật này dọn đến Đài Loan, di chuyển đến Đài Loan. 在台北按照传统皇宫的外形, ở Đài Loan á, thì dựa theo cái hoàng cung mà cái thời xưa á, cái bề ngoài của nó, cái là Thái Bệ Cố Cung của Vũ Uyển, để mà xây nên là Viện Bảo tàng Đài Bắc, là hình ảnh cái Viện Bảo tàng Đài Bắc ha, giống như cái hoàng cung trước ha. Thái Bệ Cung bảo tồn 5000年 的 艺术品, Viện Bảo tàng Đài Bắc thì bảo lưu, tức là lưu trữ ha, những cái nghệ thuật, y su phiền, tác phẩm nghệ thuật của 5000 năm. Tua tả 65万件 以上 là đạt trên 315 vạn, tức là 350.000 vật. Chỉ trong Chuy bãi thai, trong đó bắp cải phỉ thúy, rô xỉn sử là cái đá hình giống như là cái cục thịt, hở mạo cung tiên là cái đỉnh Mao Công, sư Cố Cung San Bảo là tam bảo của Cố Cung. San Bảo lì tờ Chuy Yu Bãi Thai Chuy Sâu Hoan Nghênh, trong cái ba cái tam bảo này thì bắp cải phỉ thúy là được hoan nghênh nhiều nhất, là được người ta thích. Tha sư li dụng yu yến lại tờ Yến sơ khơ chu ý khơ bãi thai, cái bắp cải này là được vận dụng cái màu sắc nguồn gốc đó, màu sắc cái cơ vốn có của cái ngọc, để mà khắc thành một bó cải. Từ si khan, khi mà xem cẩn thận, xem chi tiết vào. Lư sơ tờ ye chai sang hải dậu chọn nơ, thì trên cái màu xanh của cải còn có mấy con sâu. 啊，有虫。另外有一幅很长的画，ngoài ra có một bức tranh rất là dài,叫清明上河图, gọi là dọc bờ sông Thanh Minh, bức tranh dọc bờ sông Thanh Minh. 这幅画把一般人民的生活画得很生动. Bức tranh này miêu tả đời sống thường ngày của người dân rất là sinh động. Họa chung có 800 多人. Trong bức tranh có khoảng là 800 người. Mỗi cái rỉnh tập biểu chính, mỗi một cái biểu cảm của con người, y phục, trang phục, tô bù ý dạng, đều không giống nhau. Hải hoa là hình tua tờ tông u, choán, vắng u, su mu, yu rú sân. Xu rú sân, rằng tôi in xem hơn. Còn vẽ rất là nhiều động vật, thuyền, nhà cửa, cây cối, sống động như thật ha. Xí xì rủ sân là sống động như thật. Rao y sang sân ha, làm cho mình rất là ấn tượng ha, ấn tượng rất là lâu, rất là sâu sắc. Sân chữ Huế y là hỏi ức, là ký ức. Tử Cấm Thành là Tử Cấm Thành. Minh Triều là Minh Triều đời nhà Minh.清朝là Thanh Triều đời nhà Thanh. Hoàng Tị là Hoàng đế. Hoàng Cung là Hoàng Cung. Cải Miễn là đổi tên. Sâu Thẳng là thu thập. Bảo u là bảo vật. Trận là chiến tranh. Bảo chuẩn là bảo lưu hay là bảo tồn. Ý sụ phỉnh là tác phẩm nghệ thuật. Tả là đạt đến. Chuy yu bãi chai là phỉ thúy ha, bãi chai là cái bắp cải, là bắp cải phỉ thúy. Râu xỉn sử là cái đá hình giống như cục thịt, đá hình thịt ha. Mạo công tiền ha, là cái đỉnh Mao Công. Lý dụng là lợi dụng. Khơ là khắc. Chỉ si là chi tiết. Cải ye là cái cải ha. Phủ cái lá ha. Cải tức là cái lá, cải ngay chỗ cái lá của nó đó. Phủ là y phủ hoa là một bức tranh ha. Phủ là cái tranh ha, còn cái lượng từ là bức. Thanh Minh Thượng Hà Đồ là bức tranh của lễ hội Thanh Minh dọc trên bờ sông. Xu xù rủ sân là sinh động như thật. Sân khơ là sâu sắc, cái gì khắc sâu vào. Bây giờ mình đến với phần cấu trúc câu truy xỉn. Bây giờ mình đến với lượng từ ha. Lượng chữ khơ, chien, phủ. Khơ là để chỉ cây ha. Chien là như món báu vật, bực á, thì một vật chỉ chien. Phủ là một bức, nó chỉ là bức họa, bức tranh. Hảo lệ, của mình tao na khơ su xia, siêu gì ý huệ ở bạn. Mệt quá, chúng ta đến cái nhánh cây to ở đằng trước để nghỉ ngơi một chút đi ha. Cái này là lượng từ là nhánh. Cố Cung Quốc Vụ Viện, mỗi một kiện bảo vật đều值得好好的欣赏. Viện Bảo tàng Cố Cung, mỗi một cái bảo vật trong viện Bảo tàng Cố Cung thì đều đáng giá, chữ tợ là đáng giá ha. Để chúng ta và thưởng thức nó thật tốt. Sư phạm lão sư dùng bảo bì họa là một phù họa, xong cho tôi, đặng cho sinh nhật lễ vật. Giáo viên môn thư pháp dùng viết lông để vẽ lên một bức tranh tặng cho tôi, tặng cho mình để làm quà sinh nhật. Ta hãy cùng xem xem, trong bức họa này có mấy cái quả táo. Mọi người hãy xem trong bức tranh có mấy cây táo, trái bơm ha. Sưu lý ý cùng có 3 cái ha. Họa lý ha, trong bức tranh thì có 3 cây táo. Mấy cây mình cứ điền cái lượng từ số tự vào. Tả là đạt đến, tua tả, cao tả là cao hơn bao nhiêu, hay là vượt quá tức là đạt ha. Tả là đạt, còn tua tả là đạt hơn, còn cao tả là cao hơn, vượt hơn. Thủ sư quản dấu tua tả sư bại bẩn tờ trung Quốc man hoa sư nì đâu có thể truy khăn. Trong thư viện thì có hơn 400 quyển tranh, cái này là tranh thiếu nhi trên hoạt hình đó ha, truyện tranh thì bạn đều có thể đi xem. Thái Tây 101 大楼高达101层楼，曾经是世界最高的建筑。Đài Bắc 101 là cao hơn 101 tầng, đã từng là cái kiến trúc cao nhất thế giới. Trừ sự thiệt nhân sang sang bị bao nhiêu 比赛报名的选手已经多达2500个人。Lần này cái cuộc thi thiết nhân tam cái loại thiết nhân này, cái tên đó ha, thì đã cái báo danh á, những cái tuyển thủ đã vượt hơn là 2500 người rồi. Cao thể de su tu yu duo quai, cái tốc độ của siêu tốc thì bao nhanh là nhanh bao nhiêu, nhau khoảng bao nhiêu. Tuy cao de sử hộ mấy xào sử khởi tả ha, như mình nói là 100 100 khởi gì tả, khởi gì cao tả 100 công lý là 1 giờ có thể cao khoảng là 100 km. Chữ xí y là tôn chữ ha, là cẩn thận hay là chi ly gì đó. Gia chế chữ xí y khăn yếu dụng bị sai xuyên sổ chính là sư tha đợt lính cư. Gia kiệt xem thực chi tiết rõ ràng hơn á, thì mới biết là cái tuyển thủ mà thi đấu bơi lội quả thực hay là thực tế là cái hàng xóm của anh ấy. Tôi chỉ nghe tiếng, nguyên lai là chị Chế tại đàn chính de聲音. Mình chăm chú nghe ha, thì mới biết là thì ra là chị gái đang cái âm thanh chị gái đang đàn dương cầm. Ta gia chỉ suy ý. Mình phải coi cái vế sau để mình biết cái động từ này là cái gì ha. Thì đây là phát hiện, chợ trang chào phiếu sư giả đó, thì nó phát hiện thì phải dùng nhìn ha. Ta gia chỉ suy ý khăn, phát hiện chợ trang chào phiếu sư giả đó, không phải chân đó. Mọi người xem kỹ thì mới biết cái tấm tiền này là giả, không phải là thật. Chợ sổ cơ chân hảo thiên, sư chơi chinh liễu xỉn tờ cơ chuyển mà. Bài hát này thật là hay, là cái bài hát được lưu hành gần đây phải không? Hẳn tố rỉnh rinh với sư y sổ xin tờ cơ trụy, khở sư, chỉ xí y thiên, chái tư đạo sư y sổ lạc cơ. Rất là nhiều người cho rằng, nhận định rằng bản nhạc này là ca khúc mới. Nhưng mà khi chú tâm chăm chú mà nghe mới biết đây là một bài hát cũ. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Chào chiên. Nếu cảm thấy nội dung video hữu ích, các bạn vui lòng nhấn đăng ký và like. Một mặt là để ủng hộ kênh, mà cũng để chủ động nhận được những bài mới. Và ngoài ra, nếu cảm thấy video hữu ích thì các bạn có thể share cho những người bạn của mình. Nếu có gì thắc mắc thì có thể để lại thông tin ở phần comment. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.